Hiện nay tại các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh thì ngày càng phổ biến nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, mà nhất là việc sử dụng mã QR vì sự thuận tiện và nhanh chóng. Thế nhưng thì lại có hiện tượng là người bệnh suýt mất tiền oan khi mà bị các đối tượng lừa đảo bằng các mã QR giả mạo. Và sự việc này đã xuất hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng rất may là đã được ngăn chặn kịp thời. Tại khu vực thanh toán viện phí này vào tháng trước, một tờ giấy in mã QR giả mạo đã được dán trộm vào mặt ngoài của quầy thu tiền. Ngay lúc đó, nhân viên của bệnh viện đã phát hiện và gỡ bỏ, đồng thời tăng cường an ninh, hướng dẫn mọi người thực hiện đúng quy định về thanh toán. Dù chưa có ai bị lừa, nhưng thủ đoạn này cho thấy nguy cơ chuyển nhầm tiền và tài khoản của đối tượng xấu với những người mới dùng cách thanh toán này. Còn với ai đã quen thì sẽ cẩn trọng, cảnh giác để không bị nhầm. Bây giờ kiểu cầm tiền mặt đi nó cũng bất tiện đấy, mà bây giờ là quét trực tiếp trên post luôn đấy. Thanh toán tiền như này thì em thấy quen đấy và thấy rất là tiện đấy. Mỗi lần thanh toán là em hay nhìn kỹ lại cái phần tên người thụ hưởng và số tiền, em thường là check lại trước khi nhấn chuyển khoản. Cùng với việc kiểm tra kỹ thông tin, bệnh viện còn khuyến cáo với người dân khi thực hiện thanh toán là nhân viên sẽ đưa máy POS có mã QR của bệnh viện. Tuyệt đối không quét bất cứ mã QR nào khác bên ngoài các quầy thanh toán. Khi chúng ta đã quẹt xong, bao giờ cũng có một cái lệnh hoặc là đồng ý hoặc là không đồng ý, thì chúng ta kiểm tra thông tin. Khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng ta xác nhận đó là số tài khoản như thế này và chủ tài khoản là Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi đã xác nhận xong thì được in ra bằng một cái biên lai. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh viện đang thí điểm mô hình dùng thẻ có dán mã riêng của từng bệnh nhân. Các bác sĩ khi có chỉ định làm xét nghiệm chẩn đoán, chỉ cần nhập mã đó sẽ tự động thanh toán online. Khi mà người bệnh đến bệnh viện thì chỉ dùng cái thẻ này là có thể sử dụng các cái dịch vụ trong bệnh viện, bao gồm làm các cái dịch vụ cận lâm sàng như là xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh hoặc là mua thuốc cũng như là cung cấp các thông tin liên quan đến khám và chữa bệnh, nội trú và ngoại trú tại bệnh viện. Thì đây là một đề án rất là lớn của bệnh viện mà chúng tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ triển khai thành công trong phạm vi toàn bệnh viện. Cùng việc các bệnh viện tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn khu vực trả tiền thuốc, viện phí, thì mỗi người cần cẩn trọng khi dùng phương thức không dùng tiền mặt, tránh bị kẻ gian trục lợi. Cùng với sự tiện lợi thì việc áp dụng thanh toán điện tử trong khám chữa bệnh còn góp phần giúp giảm tình trạng quá tải khi mà xếp hàng trong các cơ sở khám chữa bệnh. Người dân rút ngắn được thời gian đi thăm khám và đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng là mục tiêu của cả ngành y tế và ngành ngân hàng thực hiện. Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy hiện đã có gần 88% các bệnh viện trực thuộc bộ và các trường đại học y, dược triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Còn ở các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế các địa phương, tỷ lệ này là hơn 60%. Đến nay, ngân hàng này cũng đã liên kết với 60 bệnh viện trên cả nước triển khai các dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Đối với bệnh viện thì việc thanh toán viện phí qua ngân hàng thì sẽ giúp được cái quản lý kiểm soát mặt tài chính được tốt hơn, kịp thời và tức thì. Đối với bệnh nhân, việc thanh toán viện phí có thể thực hiện ngay và luôn, giúp cho bệnh nhân tránh được thời gian phải xếp hàng, chờ đợi và giúp cho phòng ngừa được một số cái rủi ro về phát sinh, ví dụ như là về mặt trộm cắp tài sản. Các hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng rất đa dạng, như thẻ y tế thông minh, thanh toán viện phí qua thẻ ngân hàng, qua quét mã QR hay các máy thanh toán tự động được trang bị tại các bệnh viện, qua đó góp phần giảm tình trạng quá tải cục bộ tại bệnh viện, giảm áp lực căng thẳng cho nhân viên y tế trong quá trình tiếp đón bệnh nhân đến khám, giúp bệnh viện có thể phục vụ người bệnh được chu đáo hơn.